không hòa nhập với câu lạc bộ. Hiệp một trận đấu giữa Thanh Hóa và Viettel đã bắt đầu. Đường xuất phát của câu lạc bộ chủ nhà ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Lương Bá Sơn. Rimario phối hợp dứt điểm. Không vào. Pha dứt điểm của đội trưởng Đinh Tùng. Đinh Tùng đã có được 3 bàn thắng ở mùa giải hôm nay. Rất tiếc Đinh Tùng dứt điểm không trúng tâm bóng. Đức Chiến. Vũ Minh Tuấn. Đường truyền của Trọng Hoàng. Dứt điểm 1-0 cho Viettel. Pha dứt điểm bằng chân trái rất gọn gàng. Cú đá đẳng cấp của Hoàng Đức. Sự lúng túng của hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã mang lại cho Viettel một cơ hội. Và Hoàng Đức đã ghi bàn rất đẹp mắt. Đó là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức ở mùa giải V-League 2019. Nếu được rảnh chân trái, Hoàng Đức luôn có thể tạo ra những pha bóng rất đẹp. Ở phút thứ 8 của trận đấu, đội khách Viettel đã mở tỷ số. Bàn thắng rất quan trọng với Viettel. Đội bóng lúc này chưa chắc chắn trụ hạng. Một pha cứa về góc xa rất kỹ thuật, cú đá đầy cảm giác của Hoàng Đức. Hoàng Đức từng lên tập trung cả đội tuyển quốc gia lẫn U23. Không thể dứt điểm trên không. Rimario chuyền bóng không hợp lý. Một pha chuyền hỏng của Viettel. Vẫn là cầu thủ Thanh Hóa. Đinh Tùng. Sút bóng. Không vào. Pha đệm bóng của Rimario. Anh đã bực mình đến mức đá thùng cả biển quảng cáo. Bóng đã đập cầu thủ Viettel. Rimario đang chứng tỏ quyết tâm rất cao trong một đội Thanh Hóa rệu rã. Và bóng được chuyền cho Rimario. Almeida đã kịp can thiệp. Pha phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trọng tài Moamirun cho rằng Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi. Niềm vui đến với huấn luyện viên xứ Thanh rất bất ngờ. Đúng là Thanh Hóa lúc này trông rất nhiều vào khả năng xoay sở của Rimario. Một tình huống hết sức nhạy cảm. Quế Ngọc Hải cho rằng anh đã bị oan. Và chúng ta cần một góc quay đầy đủ hơn. Từ đầu pha va chạm giữa Ngọc Hải và Rimario. Cú tay Gramot không vào. Cú đá quá đơn giản đã bị thủ môn Xuân Sơn bắt được. Cơ hội rất tốt với Thanh Hóa từ chấm phạt đền, nhưng ngay cả đến tình huống này họ cũng không thể ghi bàn. Sự thẫn thờ của Bồ Đề và ban huấn luyện Thanh Hóa. Những bước chạy rất rón rén như là của một người đang bị đau. Đình Tùng. Rimario. Rimario đã việt vị.
Này chơi Bruno sớm lên. Sau sai tiếp. Hoàng Đức. Bruno, cú đá ngay. Sửa bóng về góc hiểm. Lương Bá Sơn đã kịp cảnh giác. Bruno rất nhạy bén, chớp thời cơ, tung ngay cú đá về góc xa. Bóng đập đất. Tuy nhiên Lương Bá Sơn vẫn kịp cảnh giác và đẩy được bóng. Rất nhịp nhàng. Đình Tùng đã không thể vượt qua Almeida. Trọng Hùng. Sút bóng. Trọng Hùng đã quyết định đá nửa này. Câu lạc bộ Thanh Hóa đã bước vào mùa giải này với rất nhiều khó khăn khi mà nhà tài trợ đã bất ngờ rời bỏ. Đình Tùng. Bật tường xung lộ. Almeida đã có pha dừng bóng rất hay. Đường chuyền của Đình Tùng. Móc bóng. Pha dứt điểm của Di Mario. Chúng ta xem lại tình huống cuối cùng trong hiệp 1. Một pha đỡ ngược sau đó tung móc đẹp mắt của Di Mario. Hoàng Đức. Tình huống sai lầm của Hoàng Phong Ngự, đối mặt. Rất đơn giản, 2-0 cho Viettel. Pha ghi bàn thứ 10 mùa giải hôm nay của Bruno Acuña. Câu lạc bộ Viettel có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0. Cầu thủ ghi bàn báo số 37, Bruno Acuña. Phòng thủ Thanh Hóa mắc sai lầm, tuy nhiên Bruno đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Thời gian ở đây, hàng phòng ngự Thanh Hóa thường xuyên mắc sai lầm. Cao thủ luôn rơi vào cảm giác sợ sệt, căng cứng. Trận đấu nào cũng có nhiều sai lầm. Sự thất vọng của Mai Xuân Hợp và cả cầu thủ kỳ cựu Bùi Văn Hiếu trên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Sứ Thanh đã lục tục ra về. Tình huống đón hụt bóng của Lục Xuân Hưng. Sau đó Minh Tùng cũng bị lỡ đà và thất thế trong việc đeo bám Bruno. Văn Thắng. Bóng đập cầu môn. Không vào. Cú đá phạt rất có lực của Lê Văn Thắng. Chúng ta xem lại pha đá phạt của Văn Thắng. Bóng đi vòng và rất có lực. Bên phía Thanh Hóa, việc Trọng Hùng bị đau rời sân là một điều đáng tiếc. Vào sân là Phạm Văn Hội, cầu thủ đã có được 2 bàn thắng ở mùa giải hôm nay. Văn Hội là người thường xuyên vào sân từ ghế dự bị. Vũ Minh Tuấn. Bùi Văn Hiếu. Đình Hùng. Thế Dương.
Bùi Văn Long, Văn Hội. Văn Hội có những nét rất giống với Quốc Phương. Ở sân Nha Trang, Khánh Hòa vẫn đang hòa Sài Gòn không đều. Bùi Văn Long, Vũ Minh Tuấn. Minh Tuấn từng là cầu thủ của Thanh Hóa ở mùa giải năm ngoái. Rời Thảo Ninh, Minh Tuấn chơi cho Thanh Hóa đúng một mùa giải. Thế Dương, để bóng hơi dài. Sút bóng, bóng đi chạy cầu môn, suýt nữa là 3-0 cho Viettel. Lại là Bruno. Khả năng tận dụng cơ hội của Bruno rất tốt. Đây là một tình huống mắc lỗi của hàng phòng ngự Thanh Hóa. Lục Xuân Hưng đã tỏ ra chậm và đọc tình huống không chính xác. Thanh Hóa đã có những nỗ lực nhất định, tuy nhiên vẫn chưa thể ghi bàn. Bùi Văn Hiếu, Bùi Tiến Dũng. Hoàng Đức đối mặt, pha cản phá kịp thời. Hậu vệ trái Trịnh Đình Hùng đã kịp lùi về và cản phá. Đến lúc này các trung vệ Thanh Hóa đã mắc rất nhiều sai sót. Hoàng Đức là người đã mở tỷ số với pha dứt điểm rất đẹp. Cầu thủ đưa tỷ số 2-0 cho Viettel là Bruno. Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn 1-0 trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Duy mở tỷ số từ trái phạt đền. Pha xử lý của Đức Chiến. Di Mario
Văn Long. Ngày hôm nay bộ đôi hậu vệ biên của Thanh Hóa là Bùi Văn Long và Đình Hùng đều đã chơi nỗ lực. Ngoài việc phòng ngự, họ cũng thỉnh thoảng có gợi lên tấn công. Tuy nhiên rất tiếc là cặp trung vệ Thanh Hóa lại mắc nhiều sai sót. Khánh Hòa lúc này vẫn đang hòa Sài Gòn không đều. Nếu như Thanh Hóa bị thua ở trận đấu này và Khánh Hòa không thắng được Sài Gòn ở sân nhà, Thanh Hóa vẫn sẽ xếp trên trước vào đấu cuối cùng. Pha mở bóng của Văn Thiết. Bruno vùng chân đá từ rất xa. Thế Dương đã phạm lỗi. Thế Dương phải nhận thẻ vàng thứ hai. Trong hiệp một, Thế Dương đã phải nhận một thẻ vàng. Khó khăn chồng chất với câu lạc bộ xứ Thanh. Chúng ta cùng xem lại. Một pha kê chân nguy hiểm. Thẻ vàng thứ hai là không sai. Trọng tài người Malaysia Moamirun đã bắt đúng luật. Thẻ vàng thứ hai không ngoan chút nào với Thế Dương. Đó là tình huống mà với trọng tài Việt Nam nhiều người sẽ không rút thẻ trong một trận đấu tính chất như thế này. Và khi mà Thế Dương đã phải nhận thẻ vàng ở hiệp 1. Có một điều an ủi với Thanh Hóa là đến lúc này Khánh Hòa vẫn chưa dẫn bàn trước Sài Gòn. Trong hiệp 1, Sài Gòn đã có một thế trận tốt, còn Thanh Hóa chơi có phần bế tắc. Bruno đã bị đau. Một pha kê rất nguy hiểm của tiền vệ trung tâm Thế Dương. Thanh Hóa chỉ còn lại 10 người. Cú đá mạnh từ xa. Đó là Đức Chiến. Có thể tại SEA Games tới, Đức Chiến sẽ là một vị trí được lựa chọn để đá chính trong sơ đồ ba trung vệ của Park Hang-seo. Có thể nói việc được lên thi đấu tại V-League giúp cho các cầu thủ được đào tạo bài bản của Viettel trưởng thành hơn rất nhiều. Vũ Minh Tuấn. Rimario. Mario.
ở sân Thiên Trường, Nam Định với Đăng Hòa Hải Phòng 1-1. Quảng Nam đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 tại trang đẫy. Pha xử lý của Đình Tùng, Rimario. Thanh Hóa vẫn đang nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên Viettel là đội tổ chức lối chơi tốt hơn. Như vậy là sau khi được chăm sóc, Bruno đã vào sân. Đường chuyền vào của Văn Long. Đức Chiến. Đức Chiến cao 1m80. Hoàng Đức. Minh Tùng, Bùi Văn Hiếu. Rimario. Đá phạt cho Thanh Hóa. Quả phạt sẽ được thực hiện lại. Trọng tài đã thổi phạt Đức Chiến. Lê Văn Thắng vẫn đang cố gắng hoạt động để yểm trợ cho Rimario. Lúc này trang công của Thanh Hóa ngoài Rimario thì có lẽ người mộ xứ Thanh cũng chờ đợi vào sự tỏa sáng và kinh nghiệm của Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng. Những con người Thanh Hóa đã thành danh, đã từng ra đi và cách đây vài năm đã trở lại với câu lạc bộ. Bóng được đặt sát với vạch 16m50. Một cơ hội thực sự, Rimario. Bóng đập cầu thủ Viettel, Minh Tùng. Pha phát bóng mạnh, tuy nhiên phía trên không có ai. Thủ môn dự bị của Viettel ở trận đấu ngày hôm nay là Quảng Thế Tài. Bùi Văn Hiếu. Lục Xuân Hưng. Sai lầm của Lục Xuân Hưng, thêm một sai lầm. 3-0 cho Thanh Hóa, 3-0 cho Viettel. Trung vệ hôm nay thực sự là thảm họa của Thanh Hóa.
Lục Xuân Hưng vào sân thay cho Lê Văn Đại và liên tiếp mắc sai lầm. Cầu thủ báo số 37 Bruno Cunha ghi bàn. Pha ghi bàn thứ 11 của Bruno. Ngay trên sân nhà, một trận đấu rất quan trọng. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đang bị dẫn 3-0. Có lẽ sau bàn thua vừa rồi thì huấn luyện viên xứ Thanh sẽ bỏ về gần hết. Câu lạc bộ Việt Theo có sự thay đổi cầu thủ. Tình huống rất long ngóng của Lục Xuân Hưng, trong khi Bruno đã lặng lẽ băng lên. Không thể bỏ lỡ một món quà ngon như thế này. Một điều rất đáng tiếc, cầu thủ hai lần mắc sai lầm Lục Xuân Hưng từng là thành viên của đội U19 cùng lứa với Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai. Trọng Đại vào sân thay cho Vũ Minh Tuấn. Lúc này Trọng Đại đã khỏi chấn thương và sẵn sàng thi đấu. Đội chủ nhà Thanh Hóa đếch quyền thay người, trong khi Viettel mới thay cầu thủ đầu tiên. Lê Văn Thắng. Có lẽ lúc này Cruvin Thanh Hóa chỉ còn trông chờ vào việc Khánh Hòa không thắng ở sân Nha Trang. Khánh Hòa vẫn đang hòa Sài Gòn không đều. Lê Văn Thắng ở hiệp 2 đã có một cú đá trúng vào xà ngang. Trong hiệp 1, Thanh Hóa có được hưởng một quả penalty, nhưng Guta Gramot đã không thắng được thủ môn Xuân Sơn. Văn Thắng đá phạt, bóng đi có lực nhưng bổng. Hoàng Gia Lai lúc này đang hòa Thiếu Chí Minh một đều ở sân Thống Nhất. Sau pha phạm lỗi của Hồng Duy, Phi Sơn đã thành công quả phạt đền, gỡ hòa một đều cho Thiếu Chí Minh. Đội bóng đá chắc chắn giành vị trí á quân. Ở sân đấy lúc này Quảng Nam đã sang bằng tỷ số 2 đều trong trận đấu với Hà Nội. Bình Dương lúc này đang dẫn 1-0 trên sân của SCB Đà Nẵng với bàn mở tỷ số của Tiến Linh.
Almeida. Hoàng Đức. Hoàng Đức có chiều cao 1m83. Bùi Tiến Dũng đã chủ động đá bóng ra ngoài sân. Viettel thay cầu thủ thứ hai, vào sân là tuyển thủ quốc gia Việt Phong. Việt Phong đã có được một bàn thắng ở mùa giải năm nay. Các trận đấu gần đây gặp Malaysia và đặc biệt là trận đấu gặp Indonesia, Việt Phong đều được tung vào sân thi đấu. Hai trận gần đây Việt Phong đều được vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu ở sân Indonesia đã được thi đấu khá nhiều. Việt Phong vào sân thay cho Ngọc Sơn. Trong màu áo của Viettel, Việt Phong không có được một vị trí chính thức. Và rất nhiều người đã ngạc nhiên khi ông Park Seo gọi anh lên đội tuyển. Và lại càng ngạc nhiên hơn khi hai trận gần đây đều được tung vào sân. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Công Phượng ở trận đấu trên đất Indonesia bị chấn thương. Hoàng Đức. Đánh đầu, không vào. Phạt dứt điểm của Đức Chiến. Trợ lý trọng tài căng cơ báo việt vị. Rimario. Văn Thiết. Văn Thiết trước đây từng đá cặp với Bùi Tiến Dũng ở dạng nhất. Hoàng Đức. Thêm một tình huống chủ động đá bóng ra ngoài sân sau khi đồng đội bị đau. Tiền vệ trụ Trương Văn Thiết bị đau. Mùa giải năm nay Viettel thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật có tiền vệ trụ và Quế Ngọc Hải từng được sử dụng ở vai trò này. Như vậy là trong các trận đấu ở vòng 25 V-League đang diễn ra, có hai trận chưa có bàn thắng. Đó là Sông Lam Nghệ An gặp Thăng Bình ở sân Vinh và Khánh Hòa gặp Sài Gòn trên sân Nha Trang. Khánh Hòa và Thanh Hóa chính là đội bóng sa sút một cách vô cùng bất ngờ ở mùa giải năm nay. Duy Thường vào sân thay cho Văn Thiết. Đến lúc này hai đội đều hết quyền thay người. Pha đâm lên của Việt Phong. Trọng Hoàng. Không vào. Vẫn không vào. Suýt nữa tỷ số là 4-0 cho Viettel.
Việt Phong đã chứng tỏ tốc độ ở pha dốc bóng vừa rồi. Bùi Văn Hiếu. Rất nhiều khả năng mùa giải sau Viettel sẽ chơi tốt hơn ở V-League. Đây là mùa giải đầu tiên của Viettel sau khi trở lại với hạng đấu cao nhất của Việt Nam. Lúc này Viettel có đến một nửa đội hình chính từng chơi cho đội tuyển và U23, U22. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến một cách bất ngờ với Thanh Hóa. Cú đá chân trái của Văn Hội. Văn Hội là người thường xuyên được tung vào sân thay người. Pha ghi bàn thứ 3 của Phan Văn Hội ở mùa giải V-League 2019. Cú đá chân trái sở trường của Văn Hội, người có những nét rất giống với Lê Quốc Phương, cầu thủ Thanh Hóa đào tạo, hiện nay đang chơi cho Sài Gòn. Bóng đập đất và trở nên khó đối với thủ môn Xuân Sơn, một phần vì bất ngờ. Đường chuyền cho Bruno. Đức Chiến. Đức Chiến lúc này đang được sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ thay cho Văn Thiết đã rời sân. Cầu thủ vào sân thay cho Văn Thiết là Duy Thường, đang chấn giữ cánh phải của Viettel. Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đều là những trung vệ có thể chuyền bóng với kỹ thuật và tư duy tốt. Phút thứ 89 của trận đấu. Đã có va chạm. Đức Chiến là một cầu thủ đa năng và lúc này đang đóng vai trò tiền vệ trụ. Huấn luyện trưởng của Viettel Nguyễn Hải Biên trước đây cũng từng là thành viên đội dự tuyển Việt Nam vào năm 1995. Khi đó Hải Biên được gọi lên đội dự tuyển với vai trò tiền vệ trụ. Cơ hội dành cho Viettel. Phút thứ 90. Bóng chạy cầu môn. Phạt dứt điểm của Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ chơi rất đều hai chân.
Vòng đấu sau, Viettel ở sân nhà gặp SME Đà Nẵng. Thanh Hóa vòng đấu cuối chơi trên sân của Bình Dương. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Khánh Hòa vẫn đang hòa Sài Gòn không đều ở sân Nha Trang. Ở sân Thống Nhất, Hoàng Anh Gia Lai đưa tỷ số lên 2-1. Rimario không vào. Những nỗ lực cuối cùng của cao thủ Thanh Hóa. Tuy nhiên có lẽ lúc này thiết thực nhất là trông chờ vào trận đấu ở sân Nha Trang. Vũ Văn Thanh là người đưa tỷ số lên 2-1 cho Anh Gia Lai từ trong phát đền. Lần thứ hai, Hữu Tuấn phạm lỗi. Và đây là trận đấu mà cả ba quả phạt đền đều thành công. Lỗi của Bùi Văn Long. Nam Định vừa đưa tỷ số lên 2-1 trên sân nhà khi gặp Hải Phòng. Bàn thắng của Diogo Pereira. Những giây cuối cùng của trận đấu. Rất nhiều khả năng cho đến vòng đấu cuối cùng mới ngã ngũ các vị trí xếp cuối bảng. Sân hàng đấy, Hà Nội vẫn đang hòa Quảng Nam 2-2. Lúc này còn lại hai trận đấu chưa có bàn thắng ở sân Vinh và sân Thống Nhất. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An vẫn đang hòa Thảo Ninh 0-0. Văn Hội đá phạt. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Thanh Hóa đã thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà mùa giải hôm nay và thất bại 1-3 trước Viettel. Thêm một trận đấu kém cỏi của cao thủ xứ Thanh về mọi mặt. Trong 3 bàn thắng của Viettel ngày hôm nay, Bruno ghi 2 bàn. Như vậy đã có 11 bàn thắng. Hoàng Đức là người đã mở tỷ số cho Viettel ngày hôm nay với cú đá chân trái đẹp mắt. Bàn thắng duy nhất của Thanh Hóa được ghi do công của Văn Hội. Thanh Hóa lúc này chỉ còn trông chờ vào việc Khánh Hòa không thắng được trên sân nhà. Nếu Khánh Hòa không thắng, hai đội bằng điểm, Thanh Hóa vẫn xếp trên nhờ đối đầu và tất cả sẽ chờ đợi vào trận đấu ở vòng cuối trên sân Bình Dương. Đó cũng chỉ là hy vọng để bám vào trận đấu playoff của câu lạc bộ xứ Thanh. Buổi tường thuật xin kết thúc, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.